thưa quý vị khán thính giả, trong video thứ ba vừa qua, chúng tôi đã trình bày sự dàn xếp của Vatican để tách Bảo Đại ra lập chính phủ khác để chống lại chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của cụ Hồ Chí Minh. Và cũng nói đến đạo vụ số 10 để giúp cho Giáo hội La Mã sang nhượng bất động sản ở Việt Nam mà Giáo hội La Mã đã cướp được từ năm 1862 đến 1950 và chuyển cho các giáo sĩ Việt Nam đứng tên khi mà họ thấy là có thể Việt Minh đang thắng thế. Việc cũng video vừa qua cũng nói đến việc Giáo hội La Mã đem Ngô Đình Diệm giao cho Hồng Y Spellman vận động chính giới Hoa Kỳ của chính quyền Tổng thống Eisenhower để đưa Ngô Đình Diệm về cầm quyền làm tay sai cho họ. Bài hôm nay đưa ra vài điểm ngộ nhận khác về lịch sử trong thời Ngô Đình Diệm làm Tổng thống từ năm 1955 đến năm 1963. Quan trọng nhất ở những cái điểm sau đây là ngộ nhận về cái việc Ngô Đình Diệm và quân đội Mỹ. Thứ hai là Ngô Đình Diệm và chất độc da cam. Đó là hai điểm chính. Trước khi vào hai điểm chính thì xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang có muốn trở lại nói với quý vị một chút về cái những cái điểm mà nhận xét về cái video thứ ba vừa qua. Xin thân chào quý vị khán thính giả. Trong cái video thứ ba vừa rồi đó thì tôi có nói đến cái vấn đề giáo hội tích cực can thiệp vào nội tình Việt Nam bằng cách đề xuất ông Bảo Đại lên cầm quyền lập chính phủ chống lại chính quyền kháng chiến Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh. Thứ hai là tôi cũng đã nói đến Giáo hội La Mã cho người đưa Ngô Đình Diệm lên trình diện Giáo hoàng La Mã để dặn dò rồi đưa sang bên Mỹ giao cho Hồng Y Spellman vận động với chính khách Hoa Kỳ để đưa ông Diệm về Việt Nam cầm quyền làm tay sai cho cả hai thế lực đó. Đấy, thì chúng tôi đã nói là như vậy rồi, nhưng mà lúc đó chúng tôi có thiếu sót không nói đến cái vai trò các xóm đạo được giặc võ trang trong thời kháng chiến để đánh phá chính quyền Việt Nam kháng chiến, chính quyền kháng chiến của nhân dân ta trong cái thời gian từ năm 1947 cho đến năm 1954. Đây là cái cuốn sách này là quý vị có thể tìm thấy. Tên cuốn sách là Những hoạt động của bọn phản động đội lốt Thiên Chúa Giáo trong thời kỳ kháng chiến 1945-1954. Thì trước đây chúng tôi không có nói đến, thì bây giờ tôi cũng xin nói nhắc lại sơ sơ là như vậy. Quý vị có thể tìm đọc được cái cuốn sách này ở xuất bản ở Việt Nam vào năm 1965 tại Hà Nội. Vậy tên cuốn sách là, tôi xin đọc lại, Những hoạt động của bọn phản động đội lốt Thiên Chúa Giáo trong thời kỳ kháng chiến 45-54 của hai tác giả Quang Toàn và Nguyễn Hoài. Thưa quý vị, tất cả những cái sự kiện giáo hội đề xuất đưa ông Bảo Đại lên cầm quyền để chống lại chính quyền kháng chiến Việt Nam, chuyện giáo hội đưa người dẫn ông Ngô Đình Diệm sang Hoa Kỳ, vận động với các chính khách Hoa Kỳ đưa ông Diệm về cầm quyền Việt Nam để làm tay sai cho họ, và cả đến cái sự kiện giáo dân được võ trang chống lại chính quyền kháng chiến Việt Nam, thì tôi thấy rằng trong cái cuốn tập 10 lịch sử Việt Nam này, ở trong cái bộ sách lịch 15 tập, cái tập sách tập 10 này là do bà Đinh Thị Thu Cúc làm chủ biên, thì không có hề nói đến cả ba cái sự kiện đó. Thì chính vì thiếu sót ba cái sự kiện đó nên các người đọc và nhất là giới trẻ sẽ không biết đâu là cái chuyện hai cái chính quyền Bảo Đại và chính quyền Ngô Đình Diệm là tay sai của Pháp và của Mỹ và của Vatican, cho nên họ mới hiểu lầm là cái chính quyền ngụy quyền ở Sài Gòn cũng như ngụy quyền của Bảo Đại nó tồn tại, nó có giá trị giống như cái chính quyền dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hậu quả của cái vấn đề không nói rõ ba cái sự kiện mà chúng tôi nói làm cho cái giới trẻ ngày nay và dư luận của dân Việt Nam ngày nay đã hiểu lầm, và họ có những cái hành động đã coi những cái người có tội đối với dân tộc là người có công. Thí dụ như là tên A Lê Giang Tốt, một tên gián điệp đã từng thu thập những cái tin tức tình báo gửi về Vatican để làm kế hoạch đánh chiếm Việt Nam, và chính hắn ta đã từng sang Bali để vận động triều đình vua Louis thứ 14 đánh phá nước Việt Nam.
rồi họ lại tôn vinh cái tên Việt Gian trước Nguyễn Đường Tộ, và họ đòi đặt tên đường, họ đã đặt tên đường cho cái tên Việt Gian này ở Hải Phòng. Mà điểm đặc biệt là cái tên đường của tên Nguyễn Đường Tộ nó lại dài hơn cái tên đường người quốc công với đất nước là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quý vị có thể xem trong cái bản văn nói về vấn đề này ở trong sách hiếm. Đó là một cái vấn đề thứ hai nữa, là vấn đề ngày nay đó, họ chiếm đất ở cái vùng Đồng Nai, tức là thuộc về vùng Dốc Mơ Gia Kiệm, gọi là núi Cúi, thì họ làm rất là hoành tráng, họ quay đất nước Việt Nam không ra cái gì cả. Như vậy là họ còn trở nên hùng mạnh hơn cái thời mà được Pháp và Mỹ cai trị Việt Nam. Đây cũng là cái điều mà chúng tôi nhận thấy rằng có thể là chính quyền Việt Nam đã không thấu hiểu lịch sử về cái hành động lấn lướt của giáo hội La Mã, cho nên mới để họ làm như vậy, không quan trọng vấn đề này, cho nên mới để cho họ tự tung tự tác. Và bây giờ thì họ đã chiếm một cái vùng đất quá lớn ở tại núi Cúi, và nếu mà cái việc này mà không ngăn chặn thì tôi thấy rằng rất là nguy hiểm đối với đất nước. Quý vị cũng biết rằng cái diện tích của cái vùng núi Cúi mà họ đang chiếm giữ để mà xây cái trung tâm hành hương ở núi Cúi này á, có thể nói rằng lớn hơn cái diện tích của tòa thánh Vatican ở tại kinh thành Rome. Vậy thì chính phủ Việt Nam cũng nên quan tâm đến cái vấn đề này để mà ngăn chặn cho nó kịp thời, đừng để nó quá muộn, đến lúc mà ngăn chặn cũng khó khăn. Dạ, kính thưa quý vị, để chúng tôi vào cái đề tài chính hôm nay là những cái ngộ nhận về lịch sử trong thời Ngô Đình Diệm làm tổng thống từ năm 1955 tới 1963. Cái mục đầu tiên là nói về Ngô Đình Diệm và quân đội Mỹ. Dạ thưa, có những tuyên truyền từ hải ngoại vào trong nước, chúng tôi nghe những người trong nước bắt đầu nói hay là viết trên mạng cho rằng ông tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết hại là vì ông phản đối việc Mỹ đổ quân vào Việt Nam. Chúng tôi đã có làm một cái video chứng minh đầy đủ tất cả những cái tài liệu chứng minh trước đây, nhưng mà nhân đây là nói về cái sự ngộ nhận lịch sử trong cái thời gian từ Hiệp định Geneva tới Hiệp định Paris, cho nên chúng tôi muốn nhắc lại vì cái sự tuyên truyền của họ quá mạnh, do đó chúng tôi xin nhắc lại thì cũng không có thừa, và để cho các bạn nhớ những cái vấn đề chúng tôi nói ra đều có bằng chứng, chứ còn những cái tuyên truyền của họ là không có bằng chứng gì cả. Chúng tôi rất là tiếc, chúng tôi mỗi một lần mà muốn phản biện chúng tôi đều phải đi tra cứu tất cả những bằng chứng. Dạ thưa, xin bắt đầu. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại một trong những điều khoản trong Hiệp định Geneva là có nói rằng cấm không được đem quân đội cũng như các nhân viên quân đội vào Việt Nam, cũng như các vũ khí và đạn dược vào Việt Nam. Thế nhưng vào khoảng đầu tháng 5 1955, tức là vào khoảng tháng 2, thì người Mỹ đã bí mật đem những cái vũ khí vào Việt Nam và bí mật huấn luyện những nhân viên quân, đem những nhân viên quân sự và cố vấn quân sự vào Việt Nam và huấn luyện cho quân đội Việt Nam miền Nam cái phương cách sử dụng súng mới và tăng cường khả năng chiến đấu cho quân đội miền Nam Việt Nam. Thì ở như vậy rõ ràng là Mỹ đã xâm phạm cái điều khoản của Geneva 1954, nhưng ông không thấy ông Diệm nói lên một lời phản đối nào cả. Do đó là ông Diệm đã ngầm hay là công khai đồng ý với việc Mỹ đem nhân viên quân sự cũng như là quân đội và vũ khí đạn dược vào Việt Nam để tăng cường cái lực lượng quân đội miền Nam trong thời gian này. Trong khi đó thì ở miền Bắc không hề có cái chuyện mà đem bộ đội ở ngoại quốc vào Việt Nam, mà cũng không có cái đem vũ khí và đạn dược vào miền Bắc trong thời gian đó. Đây là cái thời gian mà Hiệp định Geneva còn đang cấm, mà Mỹ thì với lại ông Diệm thì vi phạm cái điều khoản đó, trong khi miền Bắc thì triệt để tuân hành đúng theo cái lời quy định của Hiệp định Geneva. Cái việc Mỹ tiếp tục vi phạm và cho đến khoảng năm 1960 hay là 61, thì cái số nhân viên quân đội của Mỹ đem vào nó lên tới khoảng 16.000
thì tương đương với gần 2 sư đoàn. Thì trong cái thời gian đó thì với cái số quân đội như Mỹ như vậy thì ông Diệm lại báo cáo với chính quyền Mỹ rằng tình hình đã ổn định, cho nên người Mỹ không nghĩ rằng họ đem quân đội thêm vào nữa. Đó là một vấn đề rõ rệt nhưng mà không hề được ông Diệm nói đến. Cho đến vào cuối năm 1960, tức là vào tháng 11, xảy ra cái chuyện ông Nguyễn Tránh Thi lãnh đạo chỉ huy đạo quân nhảy dù làm đạo chánh, thì ông Diệm yêu cầu người Mỹ đem quân vào bảo vệ phi trường và bảo vệ chế độ của ông. Ngoài ra, vào cuối năm 1961, ông Ngô Đình Diệm có đề nghị với đại diện phái đoàn Mỹ là ông Maxon Taylor, đề nghị rằng có một cái hiệp ước hỗ tương giữa Mỹ và miền Nam Việt Nam để tăng cường quân đội Việt Nam và nhờ Mỹ không yểm cho Việt Nam. Vấn đề này tôi nhờ ban biên tập đọc cái tài liệu để chứng minh những vấn đề đó. Kính thưa quý vị, xin nhắc lại một cái tuyên truyền của phe binh vực ông Ngô Đình Diệm như thế này. Thứ nhất là vào khoảng năm 2002, có lẽ bình luận gia nổi tiếng ở ngoài hải ngoại là ông Trần Bình Nam cho phổ biến cái loạt bài tên là CIA và các ông tướng, trong đó tác giả có đề cập đến chi tiết là Tổng thống Diệm phản đối việc quân đội Mỹ đổ bộ vào Việt Nam, đã phổ biến trên cái website Đàn Chim Việt. Thì ngay sau đó thì có một tác giả khác tên là Phan Đức Minh cũng cho phổ biến trên cái website Đàn Chim Việt cái bài Nhớ ngày 1 tháng 11 năm 1963. Thì trong đó ông có cho biết là Tổng thống Diệm có ra thăm quân đoàn 1 ở Đà Nẵng vào năm 1960 và có nói chuyện với các sĩ quan, và ông nói cho biết là ông chống việc quân đội Mỹ đổ bộ vào Việt Nam. Đấy, thì có hai cái điều đó đưa ra đó, thì có một cái độc giả của Đàn Chim Việt là ông Nguyễn Tường Tâm đó, ông có đặt vấn đề, ông hỏi hai tác giả đó, thì có cái ông Trần Bình Nam đã trả lời thành thật là không thể cung cấp cái tài liệu đó. Và sau đây là tác giả Lý Đương Nhiên chứng minh rằng cái mà ông tác giả Phan Đức Minh phịa ra cái chuyện Tổng thống Diệm đi thăm sĩ quan ở Đà Nẵng là không có, là hoàn toàn không có, vì rằng ngày 1 tháng Giêng năm 1960, từ ngày đó cho đến ngày 31 tháng 12 1960, tức là nguyên năm đó, thì Tổng thống Diệm không hề đi Đà Nẵng, là do theo cái sách 20 năm qua việc từng ngày của tác giả Đoàn Thêm, người ta không thấy có một cái hiện tượng nào mà ông Diệm đi thăm sĩ quan ở Đà Nẵng cả. Thưa quý vị, sau đây là những cái chứng minh khác. Thứ nhất là ngày thứ Sáu, 11 tháng 11 năm 1960, đưa Brown báo cáo đại tá Thi đang thương thuyết tại Dinh Độc Lập. Thi đã bắt giữ đại tướng Tị và trung tướng Thái Quang Hoàng là tư lệnh địa khu thủ đô làm con tin. Tổng thống Diệm nhờ linh mục Raymond de Jagger, người Bỉ, quốc tịch Mỹ, xin với đại sứ Mỹ Elbridge de Brown cho thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào Sài Gòn để bảo vệ công dân Mỹ và kiểm soát phi trường Tân Sơn Nhất. Rồi ngày 20 tháng 10 1961, Taylor hội thảo với Diệm lần đầu tiên. Diệm đề nghị một hiệp ước hỗ tương phòng thủ gia tăng quân số Việt Nam, Cộng Hòa và không yểm của Mỹ. Ngày 27 tháng 10, tức là một tuần sau, Taylor hội thảo với Diệm lần thứ hai, đề nghị đưa bộ binh Mỹ vào miền Nam Việt Nam dưới danh nghĩa là cứu lục. Thì Diệm rất tán thành, tức là Diệm tán thành cái đề nghị của ông Taylor. Và cái chứng minh khác, theo phúc trình của đại sứ Pháp La Luette gửi về chính quyền Pháp như sau: tư liệu trong kho Cambodge Laos Việt Nam ghi nhận Ngô Đình Diệm ít nữa cho tới ngày 7 tháng 11 1961 không những muốn đón nhận quân chiến đấu Mỹ và các nước bạn mà còn tuyên bố đại đa số dân miền Nam tán thành việc này. Như thế, những lời tuyên bố chống Mỹ vào năm 1963 của vợ chồng Ngô Đình Nhu là chỉ nhằm vào các cố vấn quân sự Mỹ sau khi Ngô Đình Nhu đã bí mật gặp nhiều đại diện cộng sản.
cái thông tin này theo sách của ông Vũ Ngữ Chiêu, tên là Các Vua Cuối Nhà Nguyễn, năm 1884 đến 1945 tập 3. Thưa chứng minh thứ tư là cựu bộ trưởng McNamara đã dùng tài liệu mật của Bộ Quốc phòng để tiết lộ những chi tiết sau đây trong hồi ký retrospect của ông McNamara. Ngoại trưởng Dean Rush và các cố vấn của ông ta cũng đi đến kết luận như của tôi vậy, của ông McNamara. Ngày 11 tháng 11 năm 1961, ông ta và tôi sau khi suy nghĩ và thảo luận thêm cùng gửi một văn thư liên bộ, tức là Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, cho Tổng thống Kennedy để can ngăn việc gửi quân chiến đấu sang Việt Nam theo đề nghị của Walt Rostow và tướng Maxwell Taylor. Chiều hôm ấy, Tổng thống Kennedy đã đem cả hai văn thư đó ra giữa buổi họp tại Tòa Bạch Ốc. Ông nói rõ rằng ông không muốn cam kết một cách vô điều kiện sẽ giữ cho miền Nam Việt Nam khỏi bị sụp đổ và tuyệt đối không chấp nhận việc gửi quân tác chiến Mỹ sang Việt Nam. Trong bản tường trình mật lên Tổng thống sau chuyến viếng thăm Việt Nam tháng 9 năm 1963, Bộ trưởng McNamara đã có những đề nghị sau đây. Trong an ninh tình báo, những đề nghị mật trong giới lãnh đạo cao cấp loại này được coi như là những ý định thật của một chính phủ. Mở ngoặc, thành lập một chương trình để huấn luyện người Việt Nam đến cuối năm 1965 có thể thay thế quân nhân Mỹ trong các nhiệm vụ thiết yếu. Vào thời điểm đó, một số lớn nhân viên Mỹ có thể được rút về nước. Theo chương trình huấn luyện quân đội Việt Nam để từ từ thay thế cho quân đội Mỹ trong các nhiệm vụ quân sự, Bộ Quốc phòng nên tuyên bố sớm kế hoạch đang được chuẩn bị để rút bớt 1.000 quân Mỹ vào cuối năm 1963. Chứng minh thư tài liệu thứ 5, thông báo của phòng báo chí Tòa Bạch Ốc ngày 2 tháng 10 năm 1963. Cuối cùng, Tổng thống đồng ý và tham vụ báo chí Pierre Salinger đã đưa ra bản thông báo sau buổi họp. Bản thông báo này có đoạn như sau. Bộ trưởng McNamara và tướng Taylor báo cáo rằng chương trình huấn luyện của Mỹ tại Việt Nam sẽ tiến triển đến mức 1.000 quân nhân Mỹ đang đóng tại Việt Nam sẽ có thể được rút về vào cuối năm nay. Tài liệu thứ 6. Trong một lá thư được nhật báo The New York Times đăng ngày 14 tháng 9 năm 1995, để trả lời một độc giả thì ông McNamara đã tổng kết như sau. Tôi tin tưởng rằng các tài liệu đã chứng tỏ là Tổng thống Kennedy chẳng những đã không trù tính một kế hoạch leo thang nào, mà còn quyết định và tuyên bố công khai ngày 2 tháng 10 năm 1963 rằng Mỹ dự tính rút quân đội ra khỏi Việt Nam vào cuối năm 1965 và bước đầu tiên là rút 1.000 trong số 16.000 quân vào cuối năm 1963. Và thêm một tài liệu nữa, tức là xem như tài liệu thứ 7, mới nhất là bản tin ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Associated Press, trích từ hồ sơ dày hơn 800 trang của Văn phòng Tổng tham mưu Liên quân Mỹ, tiết lộ Tổng thống Diệm đã giấu giếm những báo cáo chiến trường cho thấy cuộc chiến đã diễn tiến một cách bất lợi cho Nam Việt Nam. Mặt khác, vài tuần trước khi bị ám sát, Tổng thống Kennedy đã muốn các lãnh đạo quân sự lập cho ông một kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Việt Nam sau cuộc bầu cử 1964. Đó là những chứng minh Mỹ không hề muốn tăng quân số ở Việt Nam mà còn muốn rút về bớt. Còn chứng minh sau đây, ông Diệm chẳng những không chống mà còn xin thêm quân sự Mỹ và quân Tàu đổ vào Việt Nam. Thưa quý vị, những tài liệu mà quý vị vừa mới nghe ban biên tập đọc đó để chứng minh rằng Mỹ không hề có ý nghĩ tăng quân số đưa vào Việt Nam, mà trái lại họ còn muốn rút quân ra khỏi Việt Nam, nhất là cái phái đoàn McNamara đã đến vào cuối tháng 9, đã đến Nhi Nha Long vào cuối tháng 9 năm 1963 đã nói rõ như vậy. Trái lại, ông Ngô Đình Diệm lại cố gắng yêu cầu Mỹ tăng quân, nhất là yêu cầu Mỹ tăng quân, đổ bộ quân Mỹ vào và yêu cầu đưa quân đội tàu Đài Loan vào Việt Nam để giúp cho chính quyền Sài Gòn bảo vệ miền Nam. Điều đó là hai cái chiều này trái ngược, cái sự mà đưa ra những cái luận điệu trái ngược như vậy làm sai lịch sử là những cái nhà viết sử Hoài Ngô đều có cái ý định bóp méo lịch sử.
Tí nữa chúng tôi sẽ nói về cái kỹ thuật bóp méo lịch sử của họ bằng trăm phương ngàn kế. Bây giờ tôi xin nhờ ban biên tập đọc tiếp cái tài liệu mà nói về ông Ngô Đình Diệm xin tăng quân và tăng quân tàu tướng Đài Loan vào giúp Việt Nam. Hồ sơ mật của Ngũ Giác Đài cho thấy chính ông Diệm đã có ý đồ xin thêm quân tác chiến Mỹ và tàu vào Việt Nam từ năm 1961. Điện văn của Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn gửi Bộ Ngoại giao ngày 13 tháng 10 năm 1961 về những yêu cầu của ông Nguyễn Đình Thuần, Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Việt Nam. Trong buổi họp ngày 13 tháng 10 năm 1961, ông Nguyễn Đình Thuần đã yêu cầu gửi thêm các phi đoàn khu trục AD-6, gửi phi công dân sự Mỹ, gửi quân Mỹ tác chiến hoặc quân Mỹ cố vấn tác chiến cho quân Việt Nam Cộng Hòa. Một phần quân số này sẽ đóng gần vĩ tuyến 17 để quân Việt Nam Cộng Hòa được rảnh tay chống quân du kích ở miền cao nguyên. Thứ tư là chính phủ Việt Nam xin được biết phản ứng của Mỹ đối với đề nghị của ông Diệm về việc xin Trung Hoa Quốc gia, tức là Đài Loan, gửi một sư đoàn quân tác chiến vào khu vực hành quân ở vùng Tây Nam. Đấy, Bộ trưởng Thuần nói ông Diệm dựa trên tình hình Lào, sự xâm nhập của quân đội Bắc Việt và sự lưu tâm của Tổng thống Kennedy khi gửi tướng Taylor qua Việt Nam đã yêu cầu Mỹ hãy duyệt gấp những yêu cầu trên. Thưa quý vị, những cái tài liệu trên đây mà ban biên tập vừa mới đọc nó đã chứng minh hai sự kiện. Thứ nhất, không có chuyện ông Diệm phản đối Mỹ đổ quân vào Việt Nam, vì rằng Mỹ không hề có ý định được đổ quân vào Việt Nam thì làm sao ông ấy có thể phản đối được. Điều thứ hai là từ năm 1961 thì ông Diệm đã yêu cầu cả Mỹ và chính quyền tàu Đài Loan viện trợ quân sự cho ông vào Sài Gòn để ông ổn định tình thế. Như vậy ông Diệm đã cầu nguyện ngoại bang vào Việt Nam. Bây giờ đến cái điểm thứ hai của cái bài nói chuyện hôm nay, ông Ngô Đình Diệm và chất độc da cam. Thưa quý vị, có nhiều tác giả và diễn giả đã tránh né, không có nói đến cái tội ác rất là to lớn của ông Ngô Đình Diệm về vấn đề ông yêu cầu Mỹ đổ chất độc da cam lên đất nước ta. Đó là cái tội ác lớn kinh khủng, còn gấp trăm gấp ngàn lần yêu cầu Mỹ đổ quân vào Việt Nam nữa. Vậy chúng tôi xin nhấn mạnh cái điểm này. Chất độc da cam thực ra đã được sử dụng từ năm 1000 tháng 12 năm 1961 để rải xuống lãnh thổ miền Nam, chứ không phải sau khi ông Diệm đã chết. Đó là cái vấn đề họ nói như vậy để cứu vớt cái danh dự cho ông Diệm. Vấn đề chất độc da cam thì đề xuất ra là do Tổng thống Kennedy, ông đó là tín đồ của giáo hội La Mã, tức là dù sao thì cũng ảnh hưởng cái đặc cái tính độc ác của giáo hội La Mã. Cái lý do mà tại sao họ sử dụng cái chất độc da cam vì rằng họ nghĩ rằng lúc bấy giờ mặt trận giải phóng miền Nam đã kiểm soát rất nhiều vùng lãnh thổ và cái dân Việt Nam ở bất kỳ nơi nào họ cũng đều ủng hộ mặt trận giải phóng miền Nam. Thế thì do đó họ nghĩ rằng phải tiêu diệt cả cái dân miền Nam, cái vùng mà họ không kiểm soát được, để diệt cả cái dân mà họ không kiểm soát được lẫn người Việt Cộng ở trong đó. Do đó họ dùng cái chất độc da cam, họ rải hết tất cả những cái vùng nào mà chính quyền Sài Gòn không kiểm soát được. Sự kiện này, hành động này là một hành động vô cùng ác độc, là vì giết cả người dân vô tội, diệt tiêu hại cả cái đất đai thổ nhưỡng của dân tộc Việt Nam, và cả mùa màng và cây rừng tất cả là đều hư hết. Và cái việc giải chất độc da cam được sử dụng từ tháng 11 năm 1961 cho đến mãi đầu năm 1970 thì mới chấm dứt. Tức là gần khi mà hội nghị Bali kết thúc thì họ mới chấm dứt. Do đó là cái sử dụng chất độc da cam rải xuống miền Nam Việt Nam vào khoảng thời gian 2 năm trước khi ông Diệm bị lật đổ. Chúng tôi xin nhờ ban biên tập đọc cái đoạn văn này ở hai trang, một trang 35 là nói về sử dụng chất độc da cam và 171 là nói về cái tác hại của chất độc da cam đối với dân ta. Ngày 30 tháng 11 năm 1961,
Tổng thống John F. Kennedy phê chuẩn cho quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch khai quang đồng cỏ Việt Nam. Quyết định này được Ngô Đình Diệm, lúc đó là Tổng thống Nam Việt Nam, ủng hộ nồng nhiệt. Diệm cho rằng ông ta biết Cộng sản đang ở đâu và tin rằng chiến dịch này sẽ thành công mỹ mãn. Ngược lại với quan điểm của Diệm, các giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Mỹ như là Roger Hillsman và Averell Harriman đã phản đối quyết định của Tổng thống Kennedy vì họ cho rằng không có cách gì để biết được là chiến dịch sẽ khai quang hay đồng ruộng của dân sẽ bị tiêu hủy. Họ, tức là người Mỹ, xem ra còn có quan tâm đến sinh mạng và cuộc sống của người Việt hơn là ông Diệm. Ông Averell và Hillsman còn lý giải rằng nếu Mỹ dùng hóa chất trong cuộc chiến thì Việt Nam sẽ có lý do để tố cáo Mỹ là đế quốc ngoại bang dã man. Nhưng chiến dịch vẫn được thi hành. Hóa chất bắt đầu được vận chuyển đến Việt Nam trong thời gian kể từ tháng 8 đến tháng 12 năm 1961. Sang trang 171 của cuốn sách Chất độc màu da cam viết rằng trong thời gian từ 1962 đến 1971, quân đội Mỹ rải khoảng 77 triệu lít chất độc da cam xuống miền Nam và Trung Việt Nam, gây ảnh hưởng và tác hại đến môi trường của 2 triệu 63 hecta và gần 5 triệu người sống trong 25.585 thôn ấp. Tuy chưa có một nghiên cứu quy mô nào trong những người dân trên, nhưng dựa theo kết quả nghiên cứu vừa điểm qua trên đây, chúng ta có thể đoán được số đàn ông có nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến chắc không thấp hơn tỷ lệ trong các cựu chiến binh, bởi vì họ là nạn nhân và phải sống với độc chất sau cuộc chiến. Cũng rất có thể một số nạn nhân với ung thư tiền liệt tuyến đã qua đời vì ung thư. Thưa quý vị vừa mới nghe hai cái chuyện mà ban biên tập gọi là ngộ nhận lịch sử. Đó là hai cái chuyện mà nói rằng ông Diệm chống lại Mỹ đổ quân nên bị giết. Chuyện thứ hai là chuyện chất độc da cam kể ra sau khi ông Diệm chết. Đây là một cái hành động chúng tôi gọi là bóp méo sự thật lịch sử. Cái hành động mà bóp méo sự thật lịch sử của các ông quân trên cờ vàng thì thật là siêu việt. Tôi xin kể ra đây một vài chuyện mà quý vị sẽ thấy. Thứ nhất là chuyện ông Ngô Đình Diệm vào ngày 26 tháng 10 năm 1963, ông có nói cái điều mà tác giả Hoàng Ngọc Thành gọi là cái gở. Tôi yêu cầu ban biên tập đọc cái đoạn văn đó. Trong ngày quốc khánh cuối cùng 26 tháng 10 năm 1963, khi tiếp các đoàn thể, mặt Tổng thống Ngô Đình Diệm thoáng buồn bằng một giọng ai oán, ông nói mấy lời mà nhiều người cho là điềm gỡ. Mở ngoặc, chế độ này tuy còn nhiều khuyết điểm, cũng còn hơn nhiều chế độ khác. Người ta chê là độc tài, nhưng chỉ ngại còn có những thứ độc tài khủng khiếp hơn. Tôi tiến thì theo tôi lùi thì bắn tôi chết thì trả thù cho tôi. Cái sau này á thì tôi thấy tác giả Lê Châu Lộc với lại Hàn Giang Trần Đại Tuyên lại đổi cái câu cuối cùng. Cái câu của ông Diệm nguyên văn nói là tôi chết thì trả thù cho tôi, thì họ đổi thành câu nói là tôi chết noi gương tôi. Đó là họ làm một cách vô cùng trắng trợn mà không cần biết, sách sử đã ghi lại rõ ràng như vậy. Nên họ biết chứ không phải là họ không biết, nhưng mà họ cố tình làm như vậy. Bây giờ đến chuyện thứ hai, họ chơi cái trò lộn xầm là trong cái cuốn sách này, anh hùng nước tôi, thì họ ghi ra tới mấy chục anh hùng chống Pháp thiệt, tất cả từ những ông Trương Công Định cho đến ông Nguyễn Trung Trực, vua Hàm Nghi đầy đủ hết. Trong đó họ xen vào cái ông Ngô Đình Diệm ở trong đó. Nếu mà tại sao họ không ca tụng ông Diệm, ông nói rõ là ông Diệm là nhà ái quốc thì viết riêng một cuốn sách, tại sao lại phải cho vào đây cả mấy chục người anh hùng ái quốc ở trong này rồi chen vào đây? Tôi gọi là cái lối lộn xộn. Mà cái lối lộn xộn này á, nó không phải xảy ra ở trong cái cuốn sách này tên là Anh hùng nước tôi, do cái tổng vụ quốc nội vụ nghiêm huấn cơ sở Việt Tân xuất bản. Thế thì giờ nó lại xảy ra cái chuyện nữa. Mấy chuyện này thì rất là gần đây mà ở ngay Hoa Kỳ. Quý vị có thể biết là ở Texas gần đây, họ tại một cái góc chợ ở tại thành phố Houston, họ dựng tượng ông Ngô Đình Diệm lên để tôn thờ, nhưng mà lại họ lại đem tượng ông Quang Trung vào đó thì họ dựng tượng phải ké cái bóng của vua Quang Trung. Vua Quang Trung là một đại anh hùng của dân tộc thật, nhưng mà đem một thằng tam đại Việt Nam
thằng Bạo Chúa phản thần Tam Đại Việt Gian Ngô Đình Diệm vào trong đó. Đấy, thế thì họ chơi cái trò gọi là lộn sòng. Đâu đem ké ông Vua Quang Trung cuốn sách kia thì là ké tất cả bao nhiêu các nhà cách mạng thật sự đã chết vì Tổ quốc, thì họ nhét cái ông Ngô Đình Diệm là đại lưu manh vào trong đó, một thằng Tam Đại Việt Gian vào trong đó. Đó là cái lối thủ đoạn rất là siêu việt của cái bọn quân chiên Hoài Ngô cố tình làm những cái chuyện bậy bạ như vậy. Còn nhiều nữa, đó là cái thủ đoạn siêu việt bóp méo sự thật lịch sử, mà cái này nó là cái truyền thống cố hữu của giáo hội La Mã do cái ông linh mục Alexandre dòng tên du nhập vào Việt Nam. Trong đó những cái đài bài mà nói về dòng tên thì quý vị sẽ thấy cái thủ đoạn nó như thế nào, để người Việt Nam Công giáo học được cái đó, và họ còn siêu hơn nữa, đúng theo cái lời nói gọi là con hơn cha nhà có phúc. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ nói tiếp cái thời gian từ khi chế độ Cộng hòa đệ nhất Cộng hòa Việt Nam sụp đổ cho đến khi Hiệp định Ba Lê vào năm 1973, những chuyện quan trọng thôi. Và xin kính chào quý vị.